then chốt đó là liên quan đến thực thi nha, liên quan đến thực thi. Ngày xưa Thắng là ở bên một cái lĩnh vực gọi là khởi nghiệp ấy, tức là mình cũng có làm vài cái startup và mình thấy rằng là những cái ý tưởng thì nó rất là hay ho, ý tưởng thì rất là hay, nhưng mà sau này khi mà mình nghiên cứu thêm ấy, người ta có một cái tư tưởng như này này, ý tưởng bạn đẹp hay không thì không quan trọng, quan trọng là bạn thực thi nó như thế nào. Đây có một cái slide này, và có lẽ đây là cái slide rất là then chốt trong cái lý thuyết về lập kế hoạch tiêu điểm như là năng lực quản lý hiệu quả. Bản chất là Thắng cũng chỉ chia sẻ có bấy nhiêu thôi ạ. Và để thực hiện cái này, biến nó thành một cái thói quen ấy, thì đòi hỏi nó là cả một cái tiến trình mình thực hành. Sau đây là mình quan sát lại và mình liên tục điều chỉnh để cho mình tìm ra một cái phương pháp phù hợp với bản thân mình. Bản chất là chúng ta có được một cái kế hoạch tốt, nó đi được 50%. Nhưng nếu mà chúng ta không có một cái kế hoạch tốt ấy, tức là không có một cái sự lựa chọn đúng đắn ấy, thì chúng ta sẽ bước vào một trận chiến, gọi là giống như bước vào một ngày mà không học vũ khí, không có cái sự chuẩn bị trước, thì chúng ta rất dễ là sẽ bị cái ngoại cảnh nó kéo mình đi. Và cái việc mà nếu mà chúng ta đã có một cái kế hoạch tiêu điểm đủ tốt, tức là chọn được việc quan trọng này, không quên những cái lịch mà mình cam kết này, rồi mình đưa ra cho mình những cái hoạt động nhỏ mà trong ngày mang tính chất rèn luyện, nó sẽ giúp cho mình có một cái sự khởi đầu tốt nhất. Có những cái mà chúng ta đã lên kế hoạch rồi nhưng mà nó sẽ thay đổi, thì làm thế nào để mình quyết định được rằng đâu là cái việc quan trọng? Thì ở đây nó có ba cái từ keyword này, đó là A, B, N. A tức là thư giãn, tức là mình làm việc một cách tập trung nhưng mà vẫn có cái sự thư giãn bao quanh mình. Còn cái việc tập trung thì là một cái nguyên tắc rất đơn giản, tức là muốn cái gì hiệu quả thì mình dồn thân tâm và cái sự chú tâm cho nó. Còn khi mà mình làm việc thì mình liên tục có cái sự quan sát lại, tức là làm chậm rãi thôi, làm rất thong dong, nhưng mà làm đến đâu thì gọi làm đến đó. Một cái chủ đề mà liên quan đến bí quyết vượt qua sự trì hoãn. Ở trong đây có những anh chị em nào mình là tiếp người cầu toàn, tức là mình làm ra một cái hình ảnh này, làm một cái file này, hãy đưa ra một cái kế hoạch gì đó, mình cảm thấy nó có gì chưa ổn, và mình chưa ổn thì mình chưa dám tung nó ra, chưa dám đưa ra cho mọi người. Thì cái gì nó cũng có hai mặt của nó, tức là cái người cầu toàn ấy thì thường làm việc rất là kỹ lưỡng, kỹ tính, và thường là được yên tâm khi giao việc vào tay họ. Nhưng bị cái nhược điểm đó là họ cứ trì hoãn, và đôi khi cái người cầu toàn mà cộng thêm cái năng lực là tự mày mò nữa, họ hay bỏ cuộc, tức là hay bị bỏ cuộc. Nên là Thắng ngày xưa ấy, năm thứ tư, tức là ngày đó thì Thắng cùng với ba anh em nữa nhận một cái dự án là làm về điện. Ngày xưa mình là học sư điện của Đại học Bách khoa Hà Nội, và trong suốt cái thời gian mình làm đồ án mình chăm chỉ lắm, nhưng mà cảm thấy rằng cái đồ án của mình nó chưa đạt được cái mức mà mình mong muốn. Và mình cứ thế là mình đi lan man, mình tìm hiểu rất nhiều thứ, mình đọc đủ các thể loại sách liên quan đến cái chủ đề đó, nhưng rốt cuộc là mình trì hoãn, mình bỏ cuộc, mình không hoàn thành được cái đồ án đó. Như vậy thì cái bệnh lớn nhất của một người cầu toàn đó là đôi khi hãy đặt cho mình những cái kỳ vọng cao, đặt cho mình những cái tiêu chuẩn cao, rồi đến cuối cùng mình hay né tránh và mình trì hoãn, rồi đến lúc mình bỏ cuộc. Còn bây giờ thì mình vẫn cầu toàn, tức là vẫn đưa ra một cái tiêu chuẩn làm việc cho mình, nhưng kèm thêm đó là mình đã biết cách để hoàn thành nó, tức là hoàn thành trước khi hoàn hảo. Tức là mình phải luyện một cái năng lực là mình vẫn giữ cái sự cầu toàn đó, nhưng mà mình xây dựng cho mình một cái năng lực đó là gì? Đến một thời điểm nào đó nó phải ra được cái version đầu tiên. Thắng có một cái sự thay đổi rất là lớn. Đến lúc mình đọc được một cái bài báo ở trên mạng, nó nói rằng là những người giỏi thường hay là những người trì hoãn. Thì mình gọi đây là sự trì hoãn tích cực. Tức là những người mà có xu hướng người ta làm được những cái việc lớn ấy, việc tốt ấy, là người ta không đưa ra cái quyết định vội vàng đâu. Nên hãy để ý những ai mà làm việc kiểu nhanh nhẹn này, quyết liệt này và tập trung cẩn thận là những người đấy mang tính chất là thực thi thôi. Còn những người mà có cái xu hướng làm việc mà nó chậm rãi hoặc là nó hơi trì hoãn một tí, mang tính chất cẩn trọng một tí, cẩn thận, người đấy lại làm được việc lớn. Tức là một người cầu toàn nha, một người cầu toàn là một người mà có cái dấu hiệu rằng mình nâng cái tiêu chuẩn sản phẩm của mình lên đến mức là tác phẩm. Thì ở đây mình lấy cái hình tượng của một bác nghệ nhân. Trước khi đi vào giải pháp thì mình cũng sẽ hiểu về cái nguyên nhân đấy. Bởi vì khi mình hiểu cái nguyên nhân của cái trì hoãn ấy, thì mình sẽ giải quyết đúng cái nhân thôi. Đầu tiên, né tránh, tức là đi làm những việc khác, tức là việc dễ này, việc vui này, và việc khẩn cấp, và hoãn cái việc cần làm lại. Rất đơn giản, nó là như thế. Tức là bản chất là mình đang né né một cái gì đấy để mình làm cái này thôi. Đầu tiên, nó là do chúng ta kỳ vọng cao,
Tức là cái việc đấy mà chúng ta kỳ vọng cao nó, thì cái nguyên đầu tiên đó là do kỳ vọng cao đấy, tức là do mục tiêu của mình cao, nó sinh ra cái sự né tránh. Nhưng cái thứ hai, một trong những cái mà khiến cho chúng ta né những việc dễ, việc vui, việc khẩn cấp dễ làm hơn, rất đơn giản, tức chúng ta né nó vì nó khó. Mà nó khó ở đây hiểu tức là gì? Mình chưa hiểu cách để làm nó chưa đủ dễ để chúng ta bắt đầu, nó chưa đủ dễ để chúng ta có cái động lực để làm, mặc dù chúng ta biết nó là một việc rất cần làm. Cái thứ ba đó là việc nó khó, nó chán, nó mệt. Ví dụ những người mà tip sáng tạo mà bắt đi nhập dữ liệu là thôi chết luôn. Còn những ông mà tip hệ thống mà bắt đi ngồi thiết kế ảnh là cũng chết luôn. Bởi vì việc đấy nó rất là chán của mình. Thế thì cái cách nào để vượt qua những cái việc này? Đôi khi việc đấy nó không khó đâu. Đôi khi có những việc rất dễ nhá, nhưng nó cứ bị chán chán kiểu gì. Mình cũng muốn làm đó. Vậy thì nếu mà đọc ra cái tâm gì nó vận hành thì cả nhà cũng đọc xem. Tâm né tránh thì nó gọi là tâm gì? Đúng rồi, tâm né tránh chính là tâm sân đấy, tức là tâm chối bỏ đấy. Nhưng mình hay gọi là mình gọi nó thôi là tâm sợ, tức là né một cái việc gì đấy khó, nó gọi là tâm sợ để vận hành. Bản chất bên trong của mình lúc nào cũng có một cái tâm sợ, lúc nào cũng thế. Lúc nào mình cũng đang sợ hãi một cái điều gì đó, nó vấn đề nó có nổi cộm lên không, nó có trồi lên hay không, mà thật bản chất là nó luôn vận hành. Thế còn cái kỳ vọng cao là tâm gì? Kỳ vọng cao là tâm tham, đúng không? Tâm tham. Thì không hiểu cách làm là tâm gì? Không hiểu cách làm. Có một cái nhiệm vụ trước mặt của mình phải làm, nhưng mình không biết cách để làm nó, đúng không? Gọi là tâm si. Tức là không hiểu rõ nó, không biết cách để hoàn thành nó, đó là tâm si thôi. Rất đơn giản. Còn cái việc khó, chán mệt. Chán mệt nó là gì? Nó là nghịch cảnh. Một câu hỏi đánh lừa thôi. Nó là nghịch cảnh. Bây giờ mình đặt câu hỏi này, đó là trong cuộc sống của mình có phải lúc nào nó cũng là thuận lợi không, hay là kiểu gì chúng ta cũng sẽ gặp những cái việc khó, việc chán, việc mệt à. Bây giờ giải pháp của mình cũng rất đơn giản thôi, giảm bớt kỳ vọng xuống và tìm cách để giải quyết công việc hết có bấy nhiêu thôi, là tự dưng nó hết sợ. Còn việc nó khó thì từ từ, thì đặt mục tiêu là phải nhập dữ liệu vào trong phần mềm Lisa. Ok, vậy thì trong việc nhập dữ liệu đấy có bao nhiêu công việc và mất thời lượng là bao nhiêu, và cách làm nào là cách làm nhanh nhất hay là hiệu quả nhất, và để nhập vào dữ liệu của Misa thì nó mất đâu đó khoảng 3 tuần, ví dụ như vậy. Và đây là một việc rất nhàm chán, đồng ý nó là việc nhàm chán luôn, nhưng vì mình kỳ vọng rằng là có thể là 3 tuần mình mới nhập xong, thì thay vì mình như thế mình đặt một cái mục tiêu rất phù hợp rồi, ngày hôm nay nhập được một mặt hàng, ngày mai nhập được một mặt hàng, ngày kia nhập được một mặt hàng, cứ như vậy là 3 tháng rồi nó cũng xong. Vấn đề nằm ở chỗ này, mình chỉ cần chia nhỏ cái mục tiêu đấy để mình cảm giác là mình action được, nó là được. Thì từ đó nó không còn cái tâm sợ nữa. Thì đó là cái ví dụ đơn giản thôi. Cái giải pháp thẳng thấy là có 3 cái. Cái việc đầu tiên là việc phải nhận diện được, hình như mình đang né né một cái gì đấy thì phải quan sát được mình, nhận ra và chấp nhận rằng là ồ, hình như mình đang né tránh một cái việc gì đấy thì phải dừng được cái tiến trình này lại. Nếu mà mình cứ tiếp tục theo một cái đà thói quen là à né cái việc này là sẽ lấy một việc khác quả lớp vào, thì mãi mãi việc đấy nó sẽ bị trì hoãn. Thì đấy là lý do vì sao ở trên cái bảng lập kế hoạch tiêu điểm mà Trần Châu Thắng chia sẻ, cái câu đầu tiên trong cái quan sát tâm là tâm mình có cái gì đang sợ sợ không, có cái gì đang né tránh không. Việc của mình đó là phải đối diện với cái tâm sợ hàng ngày để vượt qua nó, không để cho nó âm ỉ bên trong. Bởi vì nó âm ỉ bên trong là cứ thế nó vận hành, cứ thế là nó vẫn trì hoãn, bởi việc nó vẫn đang nằm ở đấy. Chỉ khác là mỗi ngày mình cứ bận rộn mãi, bận rộn nữa, để rồi né tránh những việc quan trọng nhất. Thì việc đầu tiên chúng ta phải nhận diện được cái tâm của mình là có đang né tránh hay là đang sợ một cái điều gì đó không. Dừng nó lại, chuyển sang bước tiếp theo này, nhận diện được mình đang trì hoãn. Thì nhận sang bước tiếp theo đó là mình thấu hiểu. Bởi vì thấu hiểu nó sẽ sinh ra rõ ràng. Mình sẽ tiếp tục trì hoãn nếu mà cái vấn đề đấy nó không được định nghĩa rõ ràng. Tức là việc nó tưởng nó khó, nhưng mà mình cứ làm cho nó rất khó lên. Nó lấy cái lý do. Thì việc đầu tiên là mình thả lỏng ra, hít thở sâu này, nhẹ nhàng thôi mà cứ từ từ. Hình như là đang né né cái điều gì đấy thì phải. Ngồi xuống, hít một hơi thật sâu hoặc là đi lại cho nó thoải mái ra đã. Nhìn vào bên trong, nhắc mình, hoặc gọi là động viên mình, rồi sẽ vượt qua thôi. Tức là khi mình phát hiện ra trì hoãn và đang né một cái gì đó, bản chất là chúng ta đang sợ cái điều gì đó, thì mình có thể là tự động viên mình trước đã. Việc này nó cũng nhẹ nhàng thôi, cũng sẽ vượt qua thôi. Nhưng cái thứ hai ấy, là mình phải học cách viết ra. Cái này thằng gọi là đổ não lên trên giấy, tức là viết hết tất cả cái suy nghĩ của mình xuống. Thì nó giống như cái kế hoạch tuần trước chúng ta học thôi,
Và chúng ta quan sát lại quá khứ, quan sát tương lai, quan sát cái trạng thái tâm hiện tại, viết ra những cái lo lắng và cái suy nghĩ của mình. Đừng giữ cái suy nghĩ đấy trong đầu. Bởi vì khi mà mình trì hoãn ấy, càng thấy mình trì hoãn ấy, mình sẽ trì hoãn nhiều hơn nếu mà mình cứ thế mình suy nghĩ. Thay vì như thế, tìm một cái nơi gọi là dừng lại một chút, uống một cốc nước, làm một ly cà phê gì đó, cho một cái không gian khoảng 15 phút để dừng lại, viết hết tất cả cái suy nghĩ đấy ra. Và khi mà nhận diện được cái nỗi sợ này này, về bản chất nó gọi là cái khổ, tức là chúng ta đang lo lắng về một cái điều gì đó, thì nhận diện nó rõ ràng, sẽ đào sâu xuống xem nguyên nhân nó là gì. Bản chất nguyên nhân nó cũng chỉ có hai cái thôi, đó là chúng ta đang tham, tức là chúng ta đang kỳ vọng cao vào nó thì phải. Chúng ta đang thấy rằng là chúng ta muốn một cái gì đó nó lớn hơn nguồn lực của mình thì phải. Và cái thứ hai đó, chúng ta chưa hiểu rõ về cách làm đấy, chưa hiểu rõ về cách làm, nó gọi là tâm si. Bản chất nó có hai cái đấy, là trong cái sơ đồ lúc nãy này. Diệt tức là gì? Diệt tức là cái mong muốn cụ thể của mình trong cái đầu việc này là gì, và đạo tức là cái giải pháp, giải pháp thực hiện cái này nó là gì. Thì ở đây nó chính là sự thấu hiểu, thấu hiểu cái suy nghĩ của mình, thấu hiểu cái vấn đề mình đang gặp phải. Nhưng có thể gợi ý thêm một cái nữa là đốt thuyền và cam kết, lát nữa Thắng sẽ nói trong cái slide tiếp theo, thì chúng ta có thể khởi động ngay lập tức cái công việc đó. Chúng ta sử dụng cái tuyệt chiêu là đốt thuyền rồi, thì đó là cách mà chúng ta vượt qua cái sự trì hoãn. Bản chất có hai cái đấy thôi: nhận diện rằng chúng ta đang trong trạng thái trì hoãn, dừng lại một chút, làm rõ ràng nó ra. Nhưng bây giờ khi mà bắt đầu làm ấy, làm sao để chúng ta không bị luân hồi hay là không bị lặp lại cái trạng thái trì hoãn này nữa, thì chúng ta phải luyện một cái năng lực, đó là làm việc như một anh nông dân thôi, là làm việc không quản nắng mưa, làm việc rất chăm chỉ và đều đặn, không có bỏ ngày nào cả, không có cái câu chuyện là dễ làm thì khó bỏ. Và cái tinh thần của một bác nông dân đó là việc gì đến thì làm, và trong lúc làm đến đâu ấy, thì mình gọn gàng đến đấy. Bởi vì có rất nhiều người lạ lắm đấy, làm một việc nhưng mà lại vẽ ra ba việc khác, vẽ ra ba việc khác, nó không có được cái sự gọn gàng, thì dẫn tới là gì, càng ngày mình càng vẽ nhiều việc hơn. Thì bản chất nó là như vậy thôi. Thế bây giờ đi vào những cách cụ thể nhá. Cách cụ thể này, đây nó gọi là cái khung tư duy để giải quyết một cái vấn đề gì đó. Thì cái khung này nó đi từ why, how, what, nó hơi khó một tí, nhưng hình dung này, chúng ta muốn làm một cái việc gì đó thì đây là làm gì, ví dụ như nhập dữ liệu MISA vào. Nhưng mà chúng ta đã làm rõ cái lý do mình cần phải làm công việc này chưa, cái công việc này nó sẽ giải quyết được cái vấn đề gì của mình, và nếu mà không làm cái này thì trả giá có đủ lớn hay không, chính là cái phần làm rõ đấy. Đó, trước khi mà chúng ta quyết định làm một cái việc gì đó, chúng ta đã cân nhắc hay là được suy ngẫm kỹ về nó, là cái việc này nó đã quan trọng đến mức nào chưa. Việc đầu tiên là mình phải xác định rõ cái why cho từng cái đầu việc của mình làm. Nếu không ấy, là mình cứ làm theo kiểu quán tính thôi. Những cái việc người khác đưa cho mình mà mình nhận hết, đơn giản là bởi vì mình không có một cái lý do, không có một cái mục đích cho công việc đó. Nếu mà mình xác định được cái lý do cho nó rồi, thì mình sẽ dễ dàng nói không với những công việc ít quan trọng. Còn nếu không, chúng ta sẽ nói yes với tất cả. Rất đơn giản, cái why này nó bản chất nó chính là cái khung tư duy thôi của tập diệt. À, chúng ta làm rõ về những cái vấn đề mà mình đang gặp phải, những cái thứ mà mình lo lắng này, hiểu sâu nguyên nhân của nó này, và xác định rõ cái mong muốn của mình, thì đấy chính là cái why. Đó chính là cái why. Còn giải pháp, giải pháp để làm, tức là cụ thể là chúng ta làm những cái gì trong ngày, những cái việc cần làm là gì, nó gọi là giải pháp, gọi là đạo đệ. Thì ở đây có một cái khung mà thần trước Thắng cũng chia sẻ với mọi người rồi, đó là cái OKR đấy. OKR ấy. Thì cái O, bản chất một cái mong muốn của mình, nó chính là thể hiện cái why. Ba cái kết quả then chốt mà mình viết vào bản kế hoạch hay là giải quyết cái công việc đó, nó chính là cái how, là cái hướng đi. Và cụ thể những công việc cần làm, đó là cái what. Được chưa? Thế thì khi mà mình ngồi, mình đứng trước một cái việc trì hoãn, mình phải xác định rõ, mình cần xác định rõ ra cái vấn đề này mình sợ nó như thế nào, nguyên nhân là gì, diệt là gì và giải pháp là gì. Viết nó rõ ràng ra thì tự dưng chúng ta nhìn thấy cách làm, mà nhìn thấy cách làm thì chúng ta sẽ không còn trì hoãn nữa. Rất đơn giản là như vậy. Đó, thì đây là cái khung tư duy nhá, để giải quyết. Và toàn bộ cái tiến trình này chúng ta sử dụng là quan sát, phân tích, đúc kết là nó ra. Ví dụ như khổ, bây giờ lấy cái ví dụ này, chúng ta quan sát vào cái tâm của mình, đúng không? Chúng ta đọc, à chúng ta đang sợ cái này, sợ cái kia, đang trì hoãn cái này, trì hoãn cái kia. Rồi suy ngẫm, mình đặt câu hỏi này, à
Thế thì cái nào là cái việc mà mình đang lo lắng nhiều nhất? Đấy là còi suy ngẫm. Và cuối cùng chúng ta đúc kết, à rốt cục mình đang lo lắng cái vấn đề này nhất, mình đang trì hoãn cái vấn đề này nhất, thì đó là cái đúc kết. Thì khi mà mình đã suy ngẫm kỹ về cái vấn đề mình đang gặp phải, suy ngẫm kỹ về cái nguyên nhân của nó, suy ngẫm kỹ về cái đích đến của nó, thì mình format nó dưới dạng một cái OKR. Cái này trong cái bản kế hoạch trước chúng ta có đây này, trong bản kế hoạch nó đầy đủ hết. Thì khi mà những cái việc mà mình đang trì hoãn này, mình viết nó dưới dạng một cái mục tiêu và ba cái kết quả then chốt, thì tự dưng chúng ta sẽ bám theo cái mục tiêu đó một cách rất rõ ràng. Và từ cái kết quả then chốt đó mình bẻ nó ra thành những cái hành động. Thế thôi, chúng ta sẽ phải sử dụng một cái gọi là next action. Kết thúc một đầu việc gì đó, mình sẽ đặt ra khoảng vậy thì làm gì tiếp theo để cho nó gọn cái công việc này lại. Tác dụng của nó này, dứt điểm các đầu việc nhỏ ngay, không để dây dưa sang các đầu việc khác, và giải phóng cho tâm rằng đã xong rồi. Cái việc gì rất nhỏ thôi, việc rất nhỏ mà chỉ giải quyết dưới 1 phút hoặc là 2 phút, gọn gàng ngay, cảm giác là cái buổi ngày hôm nay nó đã xong rồi. Ví dụ hành động rất nhỏ này, capture cái biên bản cuộc họp quăng lên nhóm Zalo, nhắc cái ông A, ông B không tham dự buổi họp này nắm rõ thông tin đó, và đổi lại tên file cho nó trong chuyện. Đấy, có 3 cái hành động này thôi là nó kết thúc trọn vẹn cái cuộc họp. Thì nếu mà mọi người thường xuyên có cái thói quen này thì ngay lập tức mình sẽ có một cái, dần dần mình sẽ có một cái thói quen là làm việc đến đâu nó gọn gàng đến đây. Bản thân nó cũng chỉ có cái này thôi, chứ cũng không có gì nữa. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe.